Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Anh chị ơi, thì hôm nay em Ngọc sẽ lên sóng cho quý vị anh chị một chiếc xe crossover đắt khách nhất mọi thời điểm từ lúc ra mắt anh chị nhé. Và đó chính là chiếc Kia Seltos bản 1.4 Premium. Bản này là bản cao cấp nhất của Seltos và cũng là bản cháy hàng nhất. Và với chiếc xe này thì quý vị anh chị có thể nhìn sơ qua cho em là nó hình thức mới phải lên đến là 99% nhé. Vì sao? Vì đây là chiếc xe sản xuất và đăng ký là 2021. Xe một chủ từ đầu, biển Huế mộng mơ anh chị nhé. Và với phiên bản này thì đã được tân trang một chiếc bậc lên xuống rồi, rất là tiện lợi trong quá trình mà mình di chuyển nếu như mình có trẻ nhỏ hoặc là các bác lớn tuổi anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ vào chi tiết hơn chiếc xe này cho quý vị anh chị xem được cận cảnh vì sao mà xe lại rất là cháy hàng từ lúc thời điểm ra mắt. Vì với tầm tiền chỉ khoảng tầm 700 mà đã sở hữu được một chiếc xe gầm cao với khối động cơ là còn turbo nữa thì chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để quý vị anh chị cân đối ạ. Và phần thiết kế của xe thì rất là thể thao, đi kèm với cái màu sắc trẻ trung và không bị quá là chói nhá anh chị nhá. Đây là màu vàng chanh chứ không phải là màu neon đâu, nên là quý vị anh chị lựa chọn xe thì nó sẽ thể hiện cái cá tính của mình rất là tuyệt đối anh chị nhá. Thiết kế của đèn của xe này anh chị nhìn giúp em là đèn LED thực sự là rất là nổi bật. Và cái phần mạ chrome của xe nó không như một số những chiếc xe khác là nó sẽ bị oxy hóa theo thời gian, nhưng mà chất liệu chrome này sẽ đem lại cho khách hàng một cái sự bóng bẩy và rất là sạch sẽ. Và đèn sương mù thì quý vị anh chị nhìn thấy là đèn bi 3 bi nhá, rất là sang nét rồi. Lốp lắp của xe thì 2021 chỉ đi có 13.000 km thì quá là ít rồi anh chị ạ, nên là lốp vẫn còn rất là dày, quý vị anh chị không phải lăn tăn về vấn đề lốp lắp nhá. Bây giờ em sẽ đi quanh một quanh vòng xe cho quý vị chị xem này. Màu xe rất là đẹp, dịu mắt, không quá chói và rất là trẻ trung. Thế là Premium này thì vẫn là trang bị cốp điện thôi, nhưng mà cá nhân em thì đánh giá là nó đủ dùng rồi. Và phần thiết kế đằng sau của xe, ống xả giấu một góc cũng như là có phần mạ chrome song song hai bên thì trông rất là hài hòa. Camera lùi các thứ thì đầy đủ hết rồi anh chị nhé, mắt cam đấy. Đó, bây giờ thì em sẽ quay vào chi tiết hơn cho quý vị anh chị xem này. Cốp thì rất là rộng rãi nhá, mình có thể để phải lên đến là 2 vali lớn rất thoải mái. Lốp dự phòng của xe thì chắc chắn là vẫn còn nguyên rồi. Cốp thì không khác gì một chiếc xe mới rồi anh chị nhé, bộ lốp dự phòng chưa tháo gỡ. Từng đường keo mũ chỉ của xe thì chắc chắn là em cũng không phải nó quá nhiều chiếc xe này đâu anh chị ạ, vì khả năng của thực sự là nó còn rất là mới. Và mức tiêu hao nhiên liệu thì chỉ rơi vào khoảng 6,3 lít trên 100 km thôi, một con số rất là hợp lý với cả gia đình. Bây giờ thì em sẽ đi vào phần keo chỉ thêm một chút cho quý vị có thể xem được chất lượng của xe nhé. Keo chỉ của xe thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy cho em này, chắc chắn là còn nguyên zin rồi. Và đi kèm với keo chỉ thì chắc chắn là bên em còn có mua bán, có cam kết bằng văn bản cho quý vị anh chị cũng nữa cơ. Nên là nhà mình mua bán tại showroom nhà em thì cũng không cần phải lăn tăn quá nhiều, vì mình mua bán tại showroom thì chắc chắn là uy tín nhà em phải đặt lên hàng đầu rồi. Và với chất liệu ghế da của chiếc xe này thì quý vị anh chị cũng có thể nhìn thấy là với tông màu ghế là kem pha đen, và cũng có dập gân những chi tiết như phần lưng và phần đệm ghế thì mang lại trong cái nhìn rất là thể thao đúng không ạ? Nhìn nó cũng hao hao giống với cả thiết kế ghế của Peugeot. Và bây giờ thì sẽ vào cái khoang lái của xe, là cái khoang đắt tiền nhất cũng như là cái khoang mà đem lại được cái tiện ích cho xe. Vì sao, câu trả lời vì sao mà Seltos lại hot như thế anh chị nhá. Những tính năng cơ bản như là cân bằng chân trượt hoặc là điều chỉnh độ sáng thì cũng đầy đủ trên xe rồi. Lịch nhắc bảo dưỡng thì vẫn chuẩn là 16.000 km đây anh chị nhé. Xe còn nguyên zin và còn full lịch sử bảo hiểm tháng. Tính năng trong xe thì đầy đủ lắm anh chị ơi, từ làm chủ động tay này cho đến là cruise control. Với khối động cơ 1.4 turbo thì cá nhân em Ngọc đi xe thì rất là thoải mái, nó không quá yếu hay là cũng không cần độ quá là khỏe thì ở mức độ là mình đi rất là ưng ý. Ghế điện rồi anh chị nhá. Đây, thông số kỹ thuật của xe thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy này.
Xe thì hồ sơ em đã cầm tay hết rồi, nên là quý vị anh chị không phải lăn tăn vấn đề mà hồ sơ chưa rút nhá. Với cả cửa sổ trời đây rất là nét. Và cái đắt khách nhất thì em thấy chính là cái tính năng làm mát ghế đây này. Cái này dùng mùa hè rất là tiện lợi luôn, và dùng được nhiều hơn so với cả mùa đông. Và tính năng sửa ghế, sạc không dây cái nào ấy, được trang bị trên chiếc xe này anh chị nhé. Sạc không dây trong góc này anh chị này. Màn hình đi nối liền với cả xe, tạo nên cảm giác cái xe rất là bắt mắt và cũng như là một tiệc Sorento. Bây giờ thì em sẽ đi vào phần khoang máy cho quý vị anh chị xem qua về độ máy móc, độ mới, độ mộc của xe như nào nhé. Đây, quý vị anh chị có thể nhìn thấy từ phần gioăng cao su này cho đến là phần nắp capo từng đường nét nhá. Nói chung là 2021 thì xe chất xe khỏi bàn rồi, mọi người chỉ quan tâm chủ yếu về mức giá thôi đúng không ạ? Và giá thì em Ngọc rất là muốn bác nào mà thiện chí lấy xe thì không thể để cho bác nào mà mua giá cao được cả anh chị ạ. Và nhà em cũng mua bán cho anh chị là đều có ra lộc hết, nên là quý vị anh chị có quan tâm chi tiết về chiếc xe này thì hãy để lại số điện thoại hoặc là gọi trực tiếp với em từ số hotline là 0942 899 939 để em tư vấn gọi cho anh chị được tốt nhất anh chị nhé. Và chiếc xe Kia Seltos biển tỉnh đi chuẩn là 14.000 km này với mức giá là 759 triệu. Giá trên thì em Ngọc còn thương lượng và ra lập cho quý vị anh chị nữa. Nên là quý vị anh chị có quan tâm chi tiết cụ thể thì hãy để lại số điện thoại để em có thể giải đáp cho anh chị về những vấn đề về thủ tục xe, để mọi người có thể chốt xe được một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất. Cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết video. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.